Vâng, xin được chúc mừng 50 cô gái vô cùng xinh đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Các bạn đã vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng tại sàn diễn thời trang Vina Woman của Hoa hậu Hoàn vũ. Các em có thấy đã không? Chị rất là hạnh phúc cũng như là cực kỳ tự hào. Ai ra chị cũng hét là y chang như là cổ động đá banh vậy đó. Bởi vì các bạn lột xác hoàn toàn. Chúng ta đã đi tới tập 8 rồi. Các bạn đã tiếp thu rất là nhanh, rất là tốt những cái góp ý của giám khảo cũng như là huấn luyện viên. Và các bạn cực kỳ nghiêm túc trong việc tập luyện. Cho nên ngày hôm nay thành quả các bạn đạt được chính là một phần thưởng vô cùng to lớn của bản thân các bạn và của cả chương trình. Hôm nay là chị cực kỳ là bất ngờ với tất cả các bạn, bởi vì các bạn thực sự là mang cái lửa, cái sự quyết tâm qua cái vòng này rất là lớn. Và vòng thời trang này nó là một cái nơi để chúng ta phát hiện ra những hào quang, và chị đã thấy đâu đó rất là nhiều hào quang trong tất cả các bạn. Thực sự là chị rất là xúc động, bởi vì chị thấy được là wow, các em của mình làm một cái show quá chấn động. Phải nói là chị ấn tượng với rất là nhiều người, cho nên là chị cũng rất là cảm ơn các em đã rất cố gắng thức khuya dậy sớm, chuẩn bị đẹp đẽ để có thể làm được một cái show như vậy. Và Vân tin chắc chắn rằng hai người mà cảm thấy tự hào nhất đó chính là hai vị huấn luyện viên của các bạn. Và bây giờ xin mời chị Mô Thủy chia sẻ đôi lời. Thủy thấy rằng các bạn có một cái sự cố gắng rất là nhiều luôn. Thủy rất là bất ngờ. Chúng ta còn bán kết và chung kết. Thủy hy vọng các bạn sẽ tập trung tuyệt đối tối đa vào những cái đêm đó nha. Chào. Thực sự bản thân Duyên rất là tự hào, rất là hạnh phúc khi mà nhìn thấy các bạn sải chân trên sàn diễn như thế. Những cái công sức các bạn bỏ ra nó rất là xứng đáng với những cái thành quả ngày hôm nay các bạn đạt được. Tất cả các bạn đều đã là hoa hậu trong lòng Duyên rồi. Sau khi nhận được rất nhiều cơn mưa lời khen từ ban giám khảo cũng như hai vị huấn luyện viên của mình, chúng ta sẽ đến phần kết quả. Và ngày hôm nay cả top 10 thí sinh xuất sắc nhất, top 10 thí sinh bước vào vòng loại trừ đều là lựa chọn đến từ ban giám khảo. Hai mentor không có lựa chọn thí sinh vào hai vòng này. Và Vân sẽ công bố top 10 thí sinh xuất sắc nhất của tập Shine Your Light. Thí sinh đầu tiên có số báo danh 114, Hoàng Thị Nhung. Thí sinh thứ hai 116, Lê Thị Kiều Nhung. 343, Nguyễn Thị Hương Ly. Ngay bây giờ sẽ là thí sinh có số báo danh 316, Lê Hoàng Phương. 245, Huỳnh Phạm Thủy Tiên. 224, Bùi Quỳnh Hoa. 320, Hoàng Như Mỹ. 314, Nguyễn Thị Ngọc Châu. 307, Nguyễn Thị Thanh Hoa. Và bây giờ sẽ là cái tên cuối cùng được bước tiếp vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất. Đó chính là thí sinh có số báo danh 328, Trần Tuyết Như. Và trước khi Vân đọc ra ba thí sinh có số điểm cao nhất, Vân cũng xin được thông báo các bạn sẽ có một món quà rất là đặc biệt. Đó chính là các bạn sẽ được chụp một bộ sưu tập cho các nhà thiết kế và các thương hiệu đã lựa chọn và tin tưởng các bạn. Ngay bây giờ sẽ là top 3 thí sinh đầu tiên. Đó chính là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Khoa. Thí sinh thứ hai, xin chúc mừng 316, Lê Hoàng Phương. Và cuối cùng, đó chính là thí sinh có số báo danh 343, Nguyễn Thị Hương Ly. Và ngay bây giờ, thí sinh chiến thắng của tập này, đó chính là 343, Nguyễn Thị Hương Ly. Chúc mừng bạn. Rất là vui cho Hương Ly đầu tiên được gọi tên, cũng là người đạt được cái vị trí cao nhất. Và thí sinh đứng thứ hai đó chính là 316, Lê Hoàng Phương. Và cuối cùng là Nguyễn Thị Thanh Khoa. Xin chúc mừng các bạn. Chào. Bây giờ thì Vân sẽ đọc top 10 thí sinh bước vào vòng loại trừ. Mỗi thí sinh khi bước lên đây thì các bạn sẽ có 45 giây để trả lời cho câu hỏi của mình. Thí sinh đầu tiên 686, Nguyễn Thị Phương Thảo.
câu hỏi của bạn đó chính là một người phụ nữ hiện đại thì làm thế nào để vẫn giữ được nét đẹp truyền thống trong cuộc sống hiện đại? 45 giây của bạn bắt đầu. Em thấy rằng là bản thân em là một người phụ nữ hiện đại mà vẫn giữ được nét truyền thống của mình. Đây là điều mà bố mẹ em đã đặt ra cho em và em cảm nhận được điều đó. Và bản thân em cũng muốn là một người thừa kế những sự truyền thống vì em lấy mẹ em là thần tượng của em. Mẹ em đã có sự giỏi việc nước, làm việc nhà và em sẽ muốn học theo điều đó, nhưng em muốn phát huy sáng tạo hơn vì mẹ em không thể thực hiện ước mơ của mình là trở thành một nghệ sĩ diễn viên, nhưng em đã làm được điều đó chính là khi em muốn điều gì thì em có thể làm điều đó, và em nghĩ đó là sự vừa truyền thống và hiện đại. Em xin hết ạ. Thí sinh tiếp theo có số báo danh 144, Đặng Thị Hồng Anh. Câu hỏi của em sẽ là: bạn nghĩ sao về việc có quan điểm cho rằng Việt Nam có rất nhiều di sản, nhiều danh lam nhưng lại thiếu đi bản sắc? Theo bạn, bản sắc ở đây sẽ được hiểu như thế nào? Bạn có đồng ý với quan điểm này hay không? Em không đồng tình với quan điểm này. Bởi lẽ, theo như những gì mà em hiểu thì bản sắc không phải là một cái hiện hữu ra bên ngoài, mà nó là những cái trừu tượng, những cái ở bên trong. Và những cái bản sắc này được lưu truyền thông qua những thế hệ con người Việt Nam. Em thấy đây chính là một trong những cái bản sắc hết sức là đáng trân trọng. Và nó làm rõ rằng là Việt Nam là một đất nước vừa có danh lam thắng cảnh và vừa có ý thức gìn hết giữ dân tộc Việt Nam. Cảm ơn bạn. Xin mời thí sinh tiếp theo, 324, Hoàng Thùy Anh. Câu hỏi của em là: khi nền thời trang Việt Nam liên tục phát triển và cho ra đời những ý tưởng mới, cũng là lúc các thuật ngữ lấy cảm hứng, đạo ý tưởng, giả, nhái xuất hiện dày đặc. Nhiều ý kiến cho rằng việc này sẽ góp phần làm nền thời trang được khởi sắc và phát triển đa dạng. Bạn nghĩ sao về ý kiến này? 45 giây của bạn bắt đầu. Theo em nghĩ thì em không đồng tình với cả quan điểm này. Bởi vì là chúng ta nên lấy cái nền để phát triển càng ngày càng tốt hơn, đặt ra những cái nền móng trước đây, những cái thời trang trước đây, và từ cái thời trang đấy mà chúng ta phát triển càng ngày càng hơn như thế. Dạ vâng, và em xin hết ạ, tại vì em run quá em không. Thí sinh tiếp theo, 238, Đinh Y Quyền. Tự tin trả lời nha em. Có một số chính sách đồng phục nữ của cấp 3, váy, áo dài và quần vô tình dẫn đến việc phụ huynh phải tiêu tốn nhiều chi phí cho những khoản này. Đó là một ví dụ điển hình về pink tang. Đây là khoản tiền mà phụ nữ phải trả cao hơn cho những sản phẩm chỉ bởi vì họ là phụ nữ. Là một người phụ nữ hiện đại sẽ chọn giải pháp thông minh nào cho vấn đề này? Đối với trang phục cấp 3 như váy, áo, quần, đó là thể hiện được cái sự đa dạng của người phụ nữ. Mình có thể mặc được nhiều phong cách, thể hiện được cá tính của mỗi người. Có người thích mặc quần, mặc váy, không thể nào mà mình đưa ra được rằng là bạn nữ này phải mặc quần, đồng phục hoặc là mặc váy. Cho nên là mình bỏ ra một cái số tiền để mặc cái trang phục đó thì em thấy hoàn toàn xứng đáng. Tại vì mình là một người phụ nữ có một cái sự lựa chọn của mình thì mình đưa ra một cái giá trị đó, em thấy là nó xứng đáng. Cảm ơn bạn. Xin mời thí sinh có số báo danh 120, Lê Như Thùy. Câu hỏi của em sẽ là: làm thế nào để phát huy văn hóa bản sắc và vai trò của người phụ nữ đồng bào thiểu số trong thời kỳ đương đại? Theo em thì để phát huy được văn hóa bản sắc và vai trò của người phụ nữ đồng bào thiểu số thì việc đầu tiên mà người phụ nữ cần phải làm đó chính là ra sức học tập và rèn luyện, trau dồi bản thân mình. Bởi vì khi bản thân mình hoàn thiện rồi, phát triển rồi thì mình mới có thể đóng góp được cho xã hội, cho đất nước, mới có thể phát huy được bản sắc và giá trị của người phụ nữ. Bên cạnh cái việc là tự phát triển bản thân mình thì mình phải dám vươn mình ra thế giới, phải dám bước ra ngoài xã hội để làm việc, để mà gặp gỡ, tiếp xúc và để mình có thể học hỏi thêm nhiều từ bên ngoài. Em xin hết ạ. Cảm ơn bạn. Thí sinh thứ 6 đó chính là 857, Nguyễn Thị Thanh Thùy.
câu hỏi của em như sau. Nếu phải sáng tạo hay tổ chức một ý tưởng cho các hoạt động quảng bá thời trang để nâng tầm vẻ đẹp và bản sắc Việt trước bạn bè thế giới, bạn sẽ làm gì? Dạ thưa chị, thì bản thân em là một người tiếp viên hàng không, thì cái việc mà để quảng bá không chỉ là về bản sắc mà còn những cái giá trị của Việt Nam đến bạn bè thế giới là một cái công việc và một cái trách nhiệm của em rồi. Cho nên là để mà em quảng bá hình ảnh cũng như một cái show diễn thời trang đến các bạn bè quốc tế, thì một cái việc đơn giản nhất em nghĩ là cái lúc mà em gặp bạn bè quốc tế thì em sẽ thường nói chuyện với họ về cái văn hóa Việt Nam của em. Ngoài ra em thường xuyên là mặc áo dài, em rất là thích mặc áo dài để gần gũi hơn với các bạn bè quốc tế. Thì một cái việc đơn giản nhất đó là mang một cái hình ảnh, những cái gì mà mình có thể làm, những cái gì mà mình gần gũi với mình nhất. Hết là mình giờ. Cảm ơn bạn. Thí sinh tiếp theo 138 Vũ Thành Phường. Chị hy vọng là em có thể chinh phục ban giám khảo với câu trả lời cho câu hỏi của chị. Có quan điểm cá nhân từ một người nổi tiếng rằng đàn bà không làm việc nhà thì làm việc gì? Bạn có nghĩ những chuẩn mực, khuôn phép của phụ nữ truyền thống có thể cản trở vai trò của phụ nữ ở thời đại này không? Em không đồng ý với quan điểm này. Nếu như một người phụ nữ họ không đảm việc nhà thì những người phụ nữ hiện đại hiện bây giờ thì họ vẫn là một nhà lãnh đạo, giống như là chúng ta có cựu chủ tịch quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Cho nên em nghĩ là một người phụ nữ hiện đại vừa mang lại truyền thống thì là một người phụ nữ phải tiếp thu và cân bằng được cả truyền thống và hiện đại. Tiếp theo sẽ là thí sinh có số báo danh 247 Nguyễn Hoàng Yến. Câu hỏi của em sẽ là: trong một thế giới thay đổi liên tục, việc hội nhập, giao lưu, tương tác giữa con người với con người ngày càng cao dễ dẫn đến tình trạng khủng hoảng bản sắc, sự gắn kết với bản sắc còn yếu. Đây có lẽ là sự xung đột quan trọng nhất mà giới trẻ phải đối mặt. Bạn đã từng trải qua điều này chưa? Và nếu là một Vina Woman, bạn sẽ có cách xử lý cơn khủng hoảng này như thế nào? Theo em nghĩ rằng là trong cái thời điểm mà chúng ta hội nhập thế giới thì việc chúng ta giao lưu và dễ dàng đánh mất bản thân mình là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi mà em sinh sống ở nước ngoài, em được gặp gỡ rất nhiều nền văn hóa, em rất muốn làm được nhiều điều trong cuộc sống. Em muốn là một doanh nhân thành đạt khi em gặp những người lãnh đạo ở những cái hội nghị cấp cao. Và khi gặp những cái người tị nạn ngoài đường, em lại muốn là một nhà nhân đạo. Em muốn làm mọi thứ trong cuộc đời này nhưng mà sức người có giới hạn. Vì vậy, phương pháp của em ở đây là gì? Là em phải biết được rằng là đam mê của mình là gì và thực hiện hóa nó, cũng như việc rằng là em muốn trở thành một người có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Cho nên em đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ để chứng minh bản thân mình, và đó là một lời tuyên thệ của em. Cảm ơn bạn. Cái tên thứ 9 đó chính là thí sinh 131 Đàn Vương Huyền Trần. Và sau đây là câu hỏi của em. Nếu được là đại diện của Việt Nam tại đấu trường Miss Universe, bạn sẽ chọn ý tưởng nào cho trang phục dân tộc để hình ảnh Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế một cách ấn tượng nhất? Em đến đây đại diện cho bản sắc văn hóa dân tộc Chăm. Nếu đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe thì em sẽ tập hợp lại tất cả những bản sắc của 54 anh dân tộc anh em để gộp vào một cái trang phục để giới thiệu bản sắc của văn hóa Việt Nam đến với đấu trường thế giới. Cảm ơn em. Thí sinh cuối cùng có số báo danh 303 Tô Mai Thùy Dương. Câu hỏi của em là: tự tin, cá tính là một trong những tố chất ngày càng được yêu cầu nhiều trong các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, theo bạn, điều này có đồng nghĩa với việc sẽ ít nhiều làm mất đi vẻ đẹp truyền thống kín đáo của người phụ nữ Việt Nam hay không? Hiện tại em cho rằng mình là một người phụ nữ vừa hiện đại và vẫn có thể giữ được nét truyền thống. Tại vì em nghĩ rằng bản sắc của mình là người phụ nữ Việt Nam thì mình đã có từ bên trong. Nhưng mà bên cạnh đó thì phụ nữ hiện đại cần có những bản lĩnh hơn. Và lợi thế của chúng ta đó là chúng ta được tự do hơn về việc ngôn luận, tự do về mặt hình ảnh của chúng ta, để chúng ta có thể phát huy được những cá tính bên trong của mình. Cảm ơn bạn. Và chúng ta hãy chờ đợi kết quả từ ban giám khảo nhé. Tháng 6 này, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022, cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam tự hào lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
những chiến binh xuất sắc nhất chính thức lộ diện. Họ đã sẵn sàng mang bản lĩnh Việt Nam để tỏa sáng trong đêm bán kết ngày 21 tháng 6 2022 trên kênh VTV9 và đêm chung kết ngày 25 tháng 6 2022 trên kênh VTV3, nơi vương miện Vina của mình sẽ tìm thấy chủ nhân đặt vé ngay hôm nay. Và bây giờ trên tay Vân đang là 5 cái tên sẽ được bước tiếp với hành trình của Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Những bạn không có tên trong danh sách đồng nghĩa với việc các bạn sẽ phải dừng lại. Và bây giờ Vân xin được đọc kết quả. Thí sinh đầu tiên có số báo danh 686, Nguyễn Thị Phương Thảo. Thí sinh tiếp theo 238, Đinh Y Quyền. Xin chúc mừng bạn. 303, Tô Mai Thùy Dương. 131, Đàn Vương Huyền Trần. Chúng ta chỉ còn một cái tên duy nhất, xin được chúc mừng. 138, Vũ Thanh Phương. Năm bạn, rất tiếc các bạn phải dừng lại với hành trình của Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Ngày hôm nay khi lại phải tiếp tục chia tay năm bạn nữa thì Hoàng Yến cảm thấy trong mình rất là nhiều cảm xúc. Các bạn đã có một cái hành trình vô cùng đẹp. Yến tin là các bạn nhìn lại, gia đình, đồng nghiệp cũng sẽ tự hào vì các bạn. Bởi vì các bạn đã tham gia chương trình, các bạn chính là những chiến binh thực thụ, những Vina Woman của đời thực. Tháng 6 này, Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam tự hào lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Những chiến binh xuất sắc nhất chính thức lộ diện, họ đã sẵn sàng mang bản lĩnh Việt Nam để tỏa sáng trong đêm bán kết ngày 21 tháng 6 2022 trên kênh VTV9 và đêm chung kết ngày 25 tháng 6 2022 trên kênh VTV3, nơi vương miện Vina của mình sẽ tìm thấy chủ nhân đặt vé ngay hôm nay. I am a Vina woman, take a crowd, go around, people make it loud. Watch me now, hear me now, I'm gonna make the sound. Sẽ đến lúc điều tuyệt nhất sẽ mỉm cười, niềm hạnh phúc trong.